Hiện tại chúng ta chính trong trận đấu này, điều kiện trận đấu này là Lò Quan Tiên. Vâng, chúng ta dùng để trên màn hình của chúng ta, trên màn ảnh rộng là đội tuyển FC của Phạm Nông. Với đội tuyển FC của Phạm Nông Né Đoan thì khán giả cũng không và chưa hài lòng mấy. Cứ đá thì nhà trước hoàn tài. Ở đây trên sân chúng ta đang chuẩn bị thi đấu, chúng ta anh nhiều nhất bảng à? Anh nhiều nhất bảng à? Đó là đội bảng đội sở nước cay và chúng ta nhìn thấy là được theo dõi không phải vô địch trai rồi đấy, quốc gia nữ quốc gia pháo sân bay đó là cầu thủ nam sư của Hà Nội một qua ta. Đó là một cầu thủ rất nhỏ con của phía bản kéo kéo đấy mà chuyện này mà để thua một bàn thì được vào. Nói nếu mà hòa thắng thì càng tốt. Đi lấy hòa thôi, không cần thắng. Rồi bây giờ là trên sân lúc này đang hai đội đang chuẩn bị ra giao bóng. Đội Huế Cam Môn bên phía tay phải của khán đài A. Đây là đội FCT bản kéo mang trang phục áo đỏ cờ đỏ được ghi điểm Iceland và một áo tiếng Anh xanh tinh xảo, đó là đội Nahin đội chủ nhà. Mọi người đi đâu, mọi người ở bên này. Hôm nay mới xuất hiện ngoài như vậy. Trong trận đấu gặp đội tuyển FC lần thứ hai như vậy đang tham gia thi đấu cho Thái Lan. Em ơi. Vân Như Nguyệt, hôm nay là do thời tiết thì những vụ rất nhanh thì rất dễ chịu và có lẽ là chúng ta sẽ nhìn cái đường bóng của Như Nguyệt FC City bàn kéo lao tiến của chúng ta đấy. Không chuyển đá biên cho các cầu thủ bàn kéo so với các cầu thủ của các đội trên sân lúc này, nếu mà có giải người xuất sắc tham gia thanh niên thì không thể bằng là hiên được. Vào đội tuyển Na Hin. Vào sân. Như vậy là dòng lão tiền của chúng ta có được phải phá bóng ra ngoài khi của đá biên cho đội tuyển FC bàn kéo City. Sút thẳng ra ngoài đấy Nguyệt. Thủ viên của đá biên vẫn là Như Nguyệt. Anh đi vào. Không có gì hết. Quyền phát bóng từ vạch 5m lên cho đội tuyển FC Na Hin City. Ôi bạn Na Hin có đá. Vâng, ra quyền chính thức đầu tiên của đội bản kéo như sau. Ba thị đỉnh, ba số 6, Quang Thị Dâu, ba số 13. Hôm nay ba trường hợp phải nhận báo số 16 tức là Như Nguyệt. Thì lên áo số 3 tức là Nhỏ Con được ví là vạn sự từ đội tuyển nhà áo số 5 và nhiều số cầu thủ cho đi về giữa đội tuyển là Hiên, Lê Thị Thích, Lê Thị Thanh, Quang Thị Tư, Lê Thị Mai, Lê Thị Dương, Quang Thị Ngọc, Hà Thị Thị. Khi phát bóng và khi phát bóng. Ui giời. Đây là hai đội giống như là như tất cả Man U, tại vì giáp tay với nhau.
thi đấu giao hữu với nhau qua được 9 trận, nhưng mà chỉ có được 10 bàn cả hai đội, thành 10 bàn tức là 10 và tháng 10. Đó là cuộc đối với 20 tháng 10 ngày thành lập Liên minh Phụ nữ Việt Nam. Bên đi khi mà báo chuẩn dự án. Chúng tôi sẽ được tóm tắt về thời gian quá trình thi đấu của Như Ngọc xong rồi á, trong thời gian giải FC của thị trấn thì đang thi đấu cho câu lạc bộ FC tổ dân phố 2 quá trình vô địch. Và hôm qua thì gặp đội tuyển Sơn La như FC bản đội 2 thì chị lại không có mặt bởi vì chị đang tham gia thi đấu tại Thái Lan. Và hôm nay chị đã phải trở lại với đồng đội của mình để cùng tham gia thi đấu. Và phải nói rằng rất tiếc những qua trận kết bóng là không thấy chị. Và hôm nay phải nói rằng rất âm ý. Còn nói về đội tuyển của FC Bản Béo thì cả một quá trình thi đấu là sự không đổ cùng với đối thủ của mình. Đấy là một điều đáng tiếc. Bóng ra ngoài kia. Chúc mừng cho đối thủ. Và hôm nay đây là sự có mặt của các thủ có tên cái tuổi trong làng bóng đá khá là nhiều, nhất là bóng đá nữ, để chúng ta biết được những nơi gì những nơi chắc chắn là những nơi chúng ta để được phát triển của Như Ngọc rất nhanh. Đúng rồi, hạt cân đón về có thể là quả thắng sẽ được mở ra, nhưng mà sự xuất sắc của thủ môn Bản Kéo. Vâng, bóng đang lên dần này. Vâng, đây là chiếc đá đây. Nhưng mà dứt điểm không được. Đúng rồi, một cầu thủ như mang đôi của Bản là Hiên. Hôm nay các cổ động viên đang đến tầm phải nói rằng hơn 2.000 người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất mong rằng quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến sân vận động sân Nhân Tạo của Ngọc Lam và Mai Yên để chúng ta cùng chứng kiến và cổ vũ cho phong trào bóng đá nữ của xã Đông Hữu ngày càng lên cao. Sau đây chúng tôi xin nhận là tình nguyện viên đội nữ, tức là Tiểu Huyền. Xin mời gì Tiểu Huyền ạ? Và không biết là cái gì chúng tôi chưa nhìn thấy. Nên có lẽ là bạc hay là đồng hoặc là vàng. Bóng đã chạm tay cầu thủ áo số đỏ. Và
đây như vậy của các bạn từ sân nhà của đội tuyển Đà Hiên lên. Cầu thủ điểm rất nhanh, rất sắc sảo, không ai bằng trong cái giải năm nay. Duy Ngọc thì rất nỗ lực cố gắng nhưng mà bóng lại chạm vào cầu thủ của Toàn Kéo, bóng lại bật ra ngoài, quả đá phạt góc. Vậy thì bên Toàn Kéo rất tươi cười một trong nổi lên không như là hôm qua thi đấu. Rồi pha xuất hiện to chân nhưng mà chân mà diễn ra một chút, có lẽ là bàn thắng sẽ được ghi cho cầu thủ áo số 6. Cầu thủ áo số 6 mang tên là Trà Thị Hương Tịch. Như vậy đội tuyển Bản Kéo có chưa xin có chưa thay đổi như vậy thứ anh ra phân vâng thần thú lại vào sân huyền thú vâng vào sân chơi rất may là quả bóng làm cho mình không có tiếc. Vừa rồi là bắn người lên bắn. Hoa hậu nhất của đội tuyển Cảm Minh cũng như là các cháu nhỏ chúng ta sẽ ngồi xuống để chúng tôi quan sát rồi nói và kéo lưỡi xuống một cách thật rồi. Và ta đánh sức cao của các thủ Đàn Kéo. Bởi vì khán giả ngồi lôi ra chân này là chân chút kết sớm tức là vòng bảng cuối cùng tôi không thấy cái sao
Thế này. Thế được cái pen. Anh ơi, Indonesia ครับเชิญครับ ไอ้ตัวนี้ที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 นี้
Thiên Anh với cả Thúy Ngọc thì đã cùng tham gia một câu lạc bộ giải thị trấn Mở Rộng vừa rồi, đã hiểu nhau về lối đá của nhau. Lăng phải lắm đi. Vừa rồi đá biên không chuẩn xác của Thúy Ngọc. Và x10 kể sau x10 của giải rồi. Giờ này nhìn lại đi, nhìn lại nó chín, phê thôi giải. Bây giờ đội tuyển em có chơi bản vé, có chơi thay đổi nhiều. Chiếc bóng vẫn là thủ môn vào số 1 Leo Thị Thảo. Vâng, mọi người có điểm ngay đây. Vẫn là Thị Thảo giữ điểm. Đá biên giờ ông thủ là Hưng. Tiền thuế nè. Mất cái lột tiền bạc. Cái đá của Thúy Ngọc. Đây sẽ là quả phát bóng lên cho đội tuyển này. Nó không có sẵn đó nè. Phải sôi gì nè. Leo Thị Thảo thì môn rất tuyệt vời. Một cú lăn chạy rất nhanh. Trở lại cho
Vâng, rất tiếc là cầu thủ nào số 01. Chuyền đá biên cho các cầu thủ Bàn Chéo. Thủ môn của đá biên cũng là Như Việt. Thủ môn áo hoa của đội tuyển Hin có thể nhanh gọn. Tốt nạ cây con vẫn con đây chỉ có là bóng đá nam mới có kiểu chuyền bóng ấn độ, không có cầu thủ nào chỉ có một duy nhất một cầu thủ hàng năm cầu thủ của đội tuyển Bàn Chéo. Những người bắn đến chân của Xuân Hè. Xuân Hè vừa rồi là một cầu thủ rất nỗ lực, rất cố gắng để cản phá những pha bóng trong hậu vệ cánh trái của đội đội của mình. Hồng Phượng đã vào sân, chỉ có quả bóng rất tuyệt vời. Xuân Hà rất tuyệt vời, vẫn là Xuân Hà. Vâng, còn được cao hơn các cầu thủ làm kéo đà cho bóng. Cầu thủ bên phía này là Xuân Hà thì được ví như là tiếp nhân của cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam. Chính là Vân Anh. Vân Anh qua được, ghi điểm không được. Vừa rồi pha dứt điểm rất nhẹ nhàng, chuyền đá biên cho các cầu thủ Na Hin. Số cái chân lúc này vẫn là một phần tạm nhiên về đội tuyển Bàn Chéo. Như vậy sản phẩm rồi ạ, trọng tài xác định là vâng, thủ môn bị động qua những pha bóng như vậy. Bóng đang được đưa lên. Các cầu thủ làm kéo đang tổ chức sản công nghệ kịp không? Không được rồi. Rất tiếc cho cầu thủ nào tôi thấy cái đội tuyển Bàn Chéo đó là Hà Thị Hương Tỉnh. Một pha dứt điểm từ xa của công thủ Bàn Chéo. Và nói rằng là trận đấu này rất là kinh điển. Như vậy trọng tài chính là trọng tài đã đổi rồi kết thúc hiệp đấu thứ nhất giữa đội tuyển Bàn Chéo và Hà Hưng.